Xin chào tất cả các anh chị. Xin chào tất cả các anh chị tham gia cái buổi live stream chia sẻ về kinh doanh online trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay tài sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị về cái cách mà kinh doanh online dành cho người mới bắt đầu như thế nào. Không biết là anh em nghe rõ không ha. Rồi, để mình kiểm tra coi nghe có rõ không. Alo, anh em nghe rõ không ạ? Anh em chờ xíu nhé, mình đi lấy cái tai nghe. Lộc ơi, lấy giúp ba cái tai nghe Lộc, cái tai nghe trong tủ. Rồi, alo, mọi người nghe rõ chưa? Rồi. Nghe rõ đi. Rồi, nghe rõ thì mình comment là nghe rõ nhé. Rồi, hơi tối một chút xíu. Đèn hơi tối tí anh em ơi. Rồi, quan trọng là nghe tiếng nè, còn hình thì mờ xíu. Rồi, thì để có thể kinh doanh online, bắt đầu để kinh doanh online á, thì cái bước đầu tiên á, các anh chị, là mình cần phải có được cái trò chơi ở bên trong. Mình phải thắng được cái trò chơi bên trong. Trò chơi bên trong trong... hay còn gọi là trò chơi của tâm trí các anh chị. Tại vì có nhiều người khi mà bắt đầu kinh doanh online á, thì họ có suy nghĩ ở trong cái suy nghĩ của mình á, là mình suy nghĩ thất bại rồi thì các anh chị không có làm được cái gì có thể là đạt được kết quả nữa. Tại vì ngay cả cái suy nghĩ của mình rồi các anh chị cũng không có thể thắng được nó thì mình không còn đủ cái năng lượng để có thể mình làm việc được. Có nhiều anh chị bắt đầu thì luôn suy nghĩ rằng là tôi là người không có rành về công nghệ thì làm sao có thể kinh doanh được online hoặc là kinh doanh được ở trên internet. Chính vì mình suy nghĩ như vậy cho nên cái suy nghĩ đó nó sẽ dẫn dắt cho mình đến cái lối hành động là mình sẽ không làm. Cho nên là cái điều vô cùng quan trọng để có thể bắt đầu bất cứ một cái kinh doanh hay bất cứ một công việc gì, đặc biệt là trong kinh doanh online, thì các anh chị cần phải chiến thắng được cái trò chơi ở bên trong của mình. Đó là trò chơi về cái tâm trí. Mình có những cái suy nghĩ tiêu cực, chẳng hạn như là tôi không biết về internet, tôi không rành về công nghệ thì làm sao để có thể kinh doanh online thành công. Hoặc là tôi rất là ngại để xuất hiện ở trên cái camera, tôi rất ngại cái việc mà phải xuất hiện ở trên màn hình máy tính hay là điện thoại đó, tôi rất là ngại để xuất hiện. Tôi thấy là có nhiều người ở ngoài nói rất là tốt, chia sẻ rất là hay, nhưng mà khi mà xuất hiện ở trên cái màn hình điện thoại của mình đó, thì họ rất là ngại, họ rất là sợ, đúng không các chị? Và họ hay có những cái suy nghĩ khác, chẳng hạn như là tôi không biết ăn nói, tôi không giỏi ăn nói, thì tôi không có thể nói được lưu loát, hoặc là tôi nói hay được ở trên live, những cái
livestream hay là những cái chia sẻ như những cái video như thế này. Rất là nhiều những cái suy nghĩ tiêu cực. Cho nên là thay vì mình có những cái suy nghĩ tiêu cực như vậy á, thì các anh chị cần phải chiến thắng được cái trò chơi ở trong tâm trí của mình. Mình cần phải lặp lại, mình cần phải thay đổi lại cái suy nghĩ bên trong, ở trong tâm trí của mình. Đó là hãy bỏ đi những cái suy nghĩ tiêu cực mà thay vào đó bằng những cái suy nghĩ tích cực. Bởi vì các anh chị hãy tưởng tượng một điều là đâu có ai mới sinh ra thì đã giỏi nói chuyện đúng không ạ? Ai mới sinh ra thì có thể đi được, bò được hoặc là chạy được. Đúng không? Mình đều phải học hỏi qua thời gian thì mới có thể là làm được những cái công việc mà mình hướng tới đúng không anh chị? Thì cần phải có một cái thời gian học hỏi, làm rồi sai, rồi sau đó làm rồi sửa rồi sai và làm đi làm lại rất là nhiều lần như vậy thì mình mới đạt được những cái kết quả như mình mong muốn. Vậy thì mình cần phải thay đổi lại cái tâm trí của mình bằng những cái câu nói tích cực hơn. Mình phải ám ảnh cho cái tâm trí mình nó nguồn được cái nguồn dinh dưỡng tích cực các anh chị. Hãy cho cái tâm trí của mình nó được ăn những cái dinh dưỡng sạch, những cái dinh dưỡng tích cực hàng ngày. Thay vì các anh chị nói là tôi không biết ăn nói thì thay vì suy nghĩ như vậy thì các anh chị hãy đổi thành một suy nghĩ là tôi có thể nói tốt, tôi có thể nói chuyện và chia sẻ tốt được. Thì chính vì cái suy nghĩ như vậy thì các anh chị sẽ cố gắng làm sao để mình rèn luyện để mình có thể nói chuyện được tốt hơn hoặc là mình nói chuyện một cách tự tin hơn trước đám đông, đúng không các anh chị? Cho nên mình cần phải suy nghĩ như vậy. Rồi thì các anh chị suy nghĩ rằng là mình không giỏi về công nghệ, không có thể kinh doanh online được, thì các anh chị thay cái suy nghĩ tiêu cực đó bằng cái suy nghĩ tích cực là tôi là người rất là giỏi về công nghệ, tôi là người tích cực ham học hỏi nên là tôi có thể kinh doanh online được. Và thay vào những cái suy nghĩ tiêu cực đó bằng những cái suy nghĩ tích cực thì nó sẽ giúp cho các anh chị đi đến những cái hành động. Và chính vì cái những cái tuyên bố tích cực như vậy thì nó ép các anh chị phải làm để làm sao mình tương xứng với những cái lời tuyên bố, những cái tuyên bố tích cực đó của mình. Mình cần phải nói ra những cái tuyên bố tích cực như vậy. Thì khi mình nhìn vào những cái tuyên bố tích cực vậy mình bị áp lực, mình có động lực để mình làm. À, mình đã lỡ mình nói mọi người tôi là người kinh doanh online giỏi. Chính vì vậy thì các anh chị sẽ cố gắng để làm sao đọc sách rồi tìm thầy để học rồi đăng ký các khóa học để học để giúp cho cái kinh doanh online và giúp cho cái kinh nghiệm kinh doanh của mình ngày càng một tốt hơn, đúng không ạ? Rồi cái đó là cái đầu tiên, đó là trò chơi bên trong. Các anh chị cần phải lặp lại những cái suy nghĩ của mình. Mình cần phải thắng được cái chính bản thân mình, thay vào những cái suy nghĩ tích cực thành những cái suy nghĩ thay đổi những cái suy nghĩ tiêu cực của mình bỏ đi, mình cần phải lặp lại những cái suy nghĩ đó trở thành những cái suy nghĩ tích cực để giúp cho cái dẫn dắt cái hành động mình ngày càng nó tốt hơn. Rồi và cái trò chơi thứ hai đó là trò chơi bên ngoài. Sau khi mình đã chiến thắng được cái trò chơi bên trong rồi thì các anh chị sẽ bắt đầu với cái trò chơi bên ngoài. Trò chơi bên ngoài đó là trò chơi với những cái chiến lược các anh chị. Và đây là cái cách để làm sao khi mình đã thắng được cái trò chơi bên trong rồi, mình tin tưởng mình có thể là người làm được cái kinh doanh online, thì bây giờ các anh chị bắt đầu với những trò chơi bên ngoài bằng những cái chiến lược, bằng những cái cách làm một cách cụ thể nhất, đúng không các anh chị? Rồi tại ví dụ như với cái suy nghĩ là mình không giỏi ăn nói thì các anh chị đã tuyên bố ngược lại cho mình rằng là tôi là người rất giỏi ăn nói, có thể nói chuyện rất là tốt. Vậy thì các anh chị sang cái bước thứ hai đó là trò chơi bên ngoài, là những cái chiến lược. Vậy thì các anh chị làm cách nào để làm sao mình rèn luyện cho mình nói tốt hơn? Thì bằng cách nào các anh chị? Không có cách nào khác, bằng cách là mình phải tập luyện thôi các anh chị. Để có thể nói chuyện không có vấp, không có sợ trước ống kính thì các anh chị sao ạ? Mình tập mở cái điện thoại của mình lên, mở cái camera mình lên và mình tập nói hàng ngày như vậy, mình nói thường xuyên như vậy.
không? Thì mình cứ nói đi nói lại nhiều lần như vậy thì mình sẽ từ từ mình sẽ giỏi lên thôi. Hoặc là các anh chị tập mình đứng ở trước gương, đúng không ạ? Mình đứng cái trước gương, mình tự nói với chính bản thân mình, mình soạn ra, các anh chị soạn ra những cái nội dung mà các anh chị cần muốn chia sẻ, cần muốn nói vào một trong một cái tờ giấy. Trong cái thời gian đầu như vậy thì mình cầm cái tờ giấy như vậy mình đọc, mình tập cái kỹ năng nói chuyện của mình lên, ngày càng nó theo thời gian thì ngày càng sẽ tốt hơn và lúc đó sẽ tự tin hơn. Rồi một cái cách tiếp theo nữa, một cái chiến lược tiếp theo nữa là sao? Các anh chị tạo một cái group ở trên Facebook, gồm có mỗi một mình trong cái group đó thôi. Thì các anh chị đầu tiên là các anh chị sẽ live stream, đúng không? Một mình ở trên cái group Facebook đó, các anh chị tự nói rồi mình tự nghe thôi, đâu có ai nhìn thấy cái live stream của mình đâu, mình lo lắng, đúng không? Mình cứ tự nói như vậy, mình cứ tự chia sẻ như vậy thì mình sẽ rút kinh nghiệm ra, mình đã nói được phần nào rồi, còn phần nào mình còn vấp, phần nào mình còn chưa có tốt thì mình nói đi nói lại như vậy, theo thời gian nhiều lần thì mình sẽ tốt hơn rất là nhiều, đúng không các anh chị? Rồi, và tiếp theo là mình phải tự tạo ra những cái fanpage. Cái lợi của cái fanpage á là các anh chị có thể là chạy quảng cáo được ở trên fanpage. Còn mình sử dụng cái Facebook cá nhân á, là mình không có chạy quảng cáo được. Cho nên là mình cần phải tạo ra cho mình một cái fanpage, để từ từ cái fanpage đó mình có thể là chạy quảng cáo được tới những cái khách hàng mục tiêu được. Và Tài sẽ chia sẻ các anh chị những cái cách mà để có thể mình chạy quảng cáo làm sao cho nó hiệu quả vào những cái video tiếp theo. Hôm nay thì Tài sẽ đưa cho các anh chị một vài cái thông tin để mình hiểu được, để muốn bắt đầu kinh doanh online thì mình cần phải chuẩn bị những gì và các bước cần phải làm là làm như thế nào, đúng không ạ? Rồi, đó là về trò chơi của chiến lược, đúng không? Các anh chị phải thấy mình còn hạn chế những cái điều gì thì mình tìm cách, mình tìm thầy mình học, mình tìm sách mình đọc, hoặc là mình xem ở trên những kênh YouTube như thế này cũng hoàn toàn miễn phí, đúng không các anh chị? Hoàn toàn miễn phí. Đâu rất là nhiều người sẵn sàng chia sẻ các anh chị những cái thông tin rất là tuyệt vời ở trên các cái trang mạng xã hội như thế này, hoàn toàn miễn phí, nhưng mà nó rất là chi tiết và thực tế để giúp các anh chị có thể triển khai được kinh doanh của mình ngày càng thành công hơn. Rồi, mình thấy là mình chưa giỏi ăn nói thì mình học cách ăn nói. Các anh chị cảm thấy là mình chưa giỏi trong cái vấn đề là chạy Facebook, chạy quảng cáo Facebook thì các anh chị phải học, đúng không ạ? Một là các anh chị đi thuê ngoài để người ta chạy quảng cáo cho mình, và cái thứ hai là mình phải tự tự chạy. Tuy nhiên là để có thể hiệu quả, để kinh doanh các anh chị hiệu quả được thì chính các anh chị là người am hiểu về cái khách hàng của mình và am hiểu về cái sản phẩm mình nhất. Cho nên chỉ có anh chị chạy cái quảng cáo đó thì với những cái nội dung bài viết và những cái chủ đề mà các anh chị muốn truyền tải đến khách hàng thì nó mới hiệu quả nhất. Còn các anh chị thuê ở bên ngoài thì họ không có am hiểu về sản phẩm các anh chị, cũng như không có am hiểu về khách hàng mục tiêu các anh chị rõ ràng, thì cái việc chạy quảng cáo nó rất là tốn chi phí nhưng nó không mang lại hiệu quả cao như các anh chị kỳ vọng. Cho nên là có thể là các anh chị không có chạy quảng cáo nhưng các anh chị phải hiểu được cái quảng cáo Facebook như thế nào để các anh chị còn biết cách để điều chỉnh khi mà các anh chị thuê đối tác bên ngoài họ chạy quảng cáo, thì các anh chị cần phải ngồi lại để điều chỉnh làm sao cho nó hiệu quả hơn, đúng không ạ? Rồi, và những cái chiến lược chẳng hạn như chiến lược để làm như thế nào để tăng được cái lượng khách hàng lên. Các anh chị phải có được cái lượng khách hàng. Thì để tăng được cái lượng khách hàng thì các anh chị cần phải có những cái chiến lược triển khai cái hoạt động kinh doanh của mình dựa trên là cái tiềm lực của các anh chị. Các anh chị có thể là triển khai ở trên Facebook, triển khai kinh doanh ở trên TikTok, triển khai kinh doanh trên những cái kênh YouTube, hoặc là các anh chị triển khai trên các cái sàn thương mại điện tử, chẳng hạn như Lazada, Shopee hay là Sendo gì đó, đúng không các anh chị? Và tùy vào cái nguồn lực, nhân sự cũng như là tài chính các anh chị mà các anh chị sẽ chọn những cái kênh đó các anh chị triển khai. Rồi, và sau khi mà các anh chị triển khai được các kênh đó rồi để tăng được cái lượng khách hàng rồi, thì những cái cách sau là cái cách để các anh chị để tăng được cái lượng khách hàng của mình lên. Thì để có thể là tăng được cái lượng khách hàng của mình lên á, thì ngay từ đầu là không bao giờ mà các anh chị mà có ngay cái lượng khách hàng của mình nhiều được.
cái lượng khách hàng này các anh chị cần phải có một cái thời gian, các anh chị phải xây dựng được thời gian rất là dài. Bởi vì sao? Bởi vì tại sao là mọi người không có kinh doanh online hiệu quả? Bởi vì á, nếu mà các anh chị triển khai kinh doanh offline thì ngay lập tức là thời gian đầu nó sẽ có hiệu quả ngay các anh chị, là các anh chị có thể là đạt được cái doanh thu và đạt được lợi nhuận ngay. Tuy nhiên là kinh doanh online á, thì các anh chị cần phải có một khoảng thời gian nhất định thì mới tạo được cái lượng khách hàng của mình, cũng như là tạo được cái lượng doanh thu của mình, và lúc đó mới tạo ra được cái lợi nhuận. Cho nên là cái kinh doanh offline á, thì nó sẽ dễ vào lúc đầu nhưng mà nó sẽ khó vào vào về sau. Vì khi lúc đầu các anh chị đã làm rất là tốt rồi á, thì cái đối thủ các anh chị là thấy những cái cách của các anh chị, cho nên là họ có thể copy và bắt chước, và ngày càng cái tỷ lệ cạnh tranh á, ngày càng nó rất là lớn, cạnh tranh ngày rất là cao. Cho nên là ngày càng các anh chị kinh doanh và triển khai á, nó sẽ khó hơn cái lúc đầu rất là nhiều. Còn cái kinh doanh online thì hoàn toàn ngược lại. Thời gian đầu các anh chị triển khai kinh doanh online nó sẽ khó, nó rất là khó. Các anh chị để có thể kiếm được 10.000 đầu tiên trên kinh doanh online, kiếm được 100.000 trên kinh doanh online, 1 triệu, 2 triệu trên kinh doanh online, nó rất là khó. Nhưng mà khi cái guồng máy này nó đã hoạt động ổn định rồi thì cái thu nhập các anh chị nó sẽ tăng tăng theo thời gian. Và nếu mà các anh chị làm đúng phương pháp thì cái việc mà đối thủ copy những cái cách của anh chị thì nó khó hơn. Bởi vì các anh chị hoạt động ở trên online đó là sao, giống như con tàu ngầm nó chạy ở bên dưới thì cái phần nổi ở trên khách hàng ít có khi nào mà có thể phát hiện ra được. Thì về cái việc kinh doanh của anh chị nó sẽ ngày càng phát triển hơn. Vâng, xin chào Sang Nguyễn. Thì tài sẽ trả lời những câu hỏi của các bạn ở phần chia sẻ hết cái phần những cái nội dung tài chia sẻ hôm nay. Tại vì câu hỏi các anh chị nếu mà bây giờ chia sẻ nó sẽ bị ngắt đoạn lại. Thì cái thời gian thì càng tùy vào cái sản phẩm của bạn cũng như là cái quy mô của bạn, là bạn muốn kinh doanh nhỏ hay là triển khai với cái hệ thống doanh nghiệp lớn ở trên hệ thống online, thì nó cần cái thời gian dài hơn bạn nhé. Và mỗi cái sản phẩm cũng vậy, tùy vào cái sản phẩm của bạn, cái giá trị nó ít, hay là những cái sản phẩm mà nó có giá trị cao, hàng chục triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng, thì cần phải có một cái thời gian để mình xây dựng nó lâu hơn. Để sao? Để mình xây dựng được cái lòng tin đối với khách hàng thì cần phải có một khoảng thời gian đó các anh chị. Rồi, và cái trò chơi bên ngoài tiếp theo đó là những cái chiến lược. Đầu tiên đó là chiến lược về tăng cái khách hàng rồi. Thì bằng cách là các anh chị hãy trao đi những cái giá trị của mình cho khách hàng của mình ở trên những cái kênh khác nhau, những cái kênh Zalo, Facebook, hay là kênh YouTube, hay là TikTok, hay là Amaram, hay là tất cả những cái kênh nào. Cái điều quan trọng là các anh chị để thu hút được khách hàng đầu tiên là mình cần phải trao đi giá trị các anh chị. Các anh chị thấy là nhiều người họ đăng ngay cái sản phẩm của mình lên Facebook để chạy quảng cáo bán, hoặc là đăng cái sản phẩm mình ngay lên trên những cái sàn thương mại điện tử mình bán ngay tức khắc ngay lúc đầu thì nó cái tỷ lệ hiệu quả vô cùng thấp các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì khách hàng chưa biết các anh chị là ai, họ chưa quen các anh chị, và họ cũng chưa có tin tưởng các anh chị, đặt cái niềm tin của các anh chị, cho nên ngay tức khắc rồi để họ mua hàng thì cái tỷ lệ nó vô cùng thấp. Giống như là cái việc mà các anh chị đi quen một cô gái vừa mới quen xong mà ngay lập tức các anh chị hỏi cưới cô ấy làm vợ, thì ngay tức khắc là cái tỷ lệ là từ chối nó sẽ rất là cao đúng không các anh chị? Bởi vì họ chưa hiểu các anh chị và cũng chưa biết các anh chị là ai, cho nên thì cái việc mà để nhận lời là nó rất là thấp đúng không ạ? Thì trong kinh doanh cũng vậy thôi, cái khách hàng thì chúng ta cần phải có một thời gian để xây dựng được cái tình yêu của họ đối với chúng ta, và cái niềm tin của họ đối với chúng ta, thì lúc đó thì họ mới có thể là mua hàng từ chúng ta được. Cho nên là cái cách mà xây dựng được cái tình yêu khách hàng hiệu quả nhất thời gian đầu đó là các anh chị hãy trao đi, các anh chị hãy cho đi. Các anh chị thấy là nhiều người họ kinh doanh bằng cách là sao? Có thể là họ cho người ta dùng thử sản phẩm đúng không các anh chị? Hoặc là họ những cái trung tâm thì họ có thể là cho học viên đến học thử vài ngày. Đó. Thì các anh chị kinh doanh ở trên internet cũng vậy, các anh chị cần phải trao đi những cái thông tin bổ ích cho khách hàng hoàn toàn miễn phí. Chẳng hạn nếu mà các anh chị kinh doanh về lĩnh vực là mỹ phẩm thì các anh chị có thể là chia sẻ những cái giá trị cho khách hàng mình mà cái đối tượng khách hàng mục tiêu các anh chị cần. Chẳng hạn như các anh chị đang bán cái sản phẩm là trị nám đi,
thì các anh chị thấy là cái đối tượng khách hàng mục tiêu của mình cần những cái thông tin về vấn đề trị nám, thì các anh chị cần phải tạo ra những cái video, tạo ra những cái bài viết ngắn, bài viết dài để chia sẻ những cái thông tin này cho khách hàng của mình, để khách hàng thấy là những cái thông tin của các anh chị chia sẻ cho họ là có ích và có thể giúp được họ giải quyết được những cái vấn đề của họ mà hoàn toàn miễn phí, thì lúc đó họ sẽ dễ chấp nhận hơn. Và các anh chị liên tục trao những cái giá trị mà khách hàng cần như vậy, thì đến một ngày nào đó thì họ sẽ quý các anh chị, đúng không ạ? Từ đầu tiên là biết, và sau đó họ quen các anh chị và họ quý các anh chị, thì lúc đó cái việc mà các anh chị bán hàng rất là dễ dàng, họ tự động mua thôi, không cần mình phải chốt sale, không cần mình phải rao bán vất vả các anh chị. Chỉ cần lúc đầu các anh chị làm tốt bằng cách là hãy trao đi những cái giá trị bằng một cách là hoàn toàn miễn phí cho khách hàng của mình, hoặc là một cái phí rất là thấp, thì sao ạ? Thì khách hàng sẵn sàng mua hàng cho các anh chị về sau này. Hoặc là các anh chị là những cái trung tâm Anh văn, những cái trung tâm tiếng Anh, hoặc là những cái trung tâm dạy nghề gì đó, thì các anh chị có thể là chia sẻ bằng live stream hoặc là trên những cái công cụ như kênh YouTube, những cái thông tin chẳng hạn như cách học tiếng Anh hiệu quả, hay là cách học từ vựng tiếng Anh mau thuộc, hay là học tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật Bản gì đó một cách nó dễ dàng và nó hiệu quả, đúng các anh chị? Hoặc là các anh chị là kinh doanh trong cái lĩnh vực là dạy người ta hớt tóc, hoặc là dạy về spa, hoặc là dạy về làm móng, làm nail rồi đó các anh chị, thì các anh chị hãy tạo ra những cái video, những cái thông tin bổ cho khách hàng, là chia sẻ họ cái cách để vẽ cái bộ móng làm sao cho đẹp, đúng không? Đó, chia sẻ cái cách để làm sao tạo được cái kiểu tóc đẹp đó. Rồi, các anh chị hãy chia sẻ những cái thông tin bổ ích có giá trị đối với khách hàng mục tiêu của các anh chị, tùy vào mỗi cái ngành nghề mà các anh chị tìm ra những cái chủ đề để chia sẻ. Hoặc là trường hợp ví dụ như các anh chị kinh doanh trong lĩnh vực là thuốc tây đi, đúng không các anh chị? Hoặc là các anh chị mở một cái phòng khám dịch vụ gì đó, thì các anh chị hãy chia sẻ là cái cách để phòng trị bệnh tim mạch, hay là cách phòng bệnh cao huyết áp, hay là cách để làm sao không bị rối loạn tiền đình, đúng không? Hoặc là cách để giải độc gan làm sao cho nó hiệu quả, cách ăn uống làm sao cho có khoa học, hoặc là cách tập thể dục như thế nào để có được một cái sức khỏe tối ưu hơn, đúng không ạ? Đó, đó là những cái cách, những cái ví dụ mà Tài muốn chia sẻ các anh chị hình dung được là mình cần phải cung cấp cho khách hàng mục tiêu mình những cái thông tin bổ ích mà có giá trị đối với khách hàng như vậy, để họ sao họ yêu quý các anh chị. Rồi, đó là cái chiến lược để tăng khách hàng. Bây giờ tới cái chiến lược là tăng cái đơn hàng. Thì để tăng được cái đơn hàng, tức là tăng cái giá trị đơn hàng các anh chị lên, lúc đầu là mình có thể bán một cái đơn hàng như vậy cho một khách hàng là ví dụ khoảng 100 ngàn thôi. Bây giờ muốn tăng lên 200 ngàn, 300 ngàn thì sao? Có nhiều anh chị là tại sao kinh doanh không hiệu quả? Tại vì các anh chị kinh doanh theo cái hình thức là ngắn hạn, gọi là kinh doanh theo kiểu là chập giật, đúng không các anh chị? Kinh doanh là cần phải một xây dựng một cái kinh doanh nó lâu dài, và cần phải có những cái chiến lược nó lâu dài và nó dài hạn, chứ không thể nào một ngày một bữa mà đạt được một cái kết quả được. Đó, cho nên là các anh chị cần phải xây dựng cho mình một cái chuỗi sản phẩm, cần phải có sản phẩm đầu phễu, sản phẩm giữa phễu và sản phẩm cuối phễu. Sản phẩm đầu phễu là sao? Sản phẩm đầu phễu là những cái sản phẩm ít tiền thôi, có cái số tiền nó rất là ít, thấp nhất trong cái dòng sản phẩm của các anh chị. Để sao? Để khách hàng họ dễ dàng cái việc mua thử, để coi là cái chất lượng sản phẩm của các anh chị nó có đúng giống như chị cam kết hay không, đúng không? Cái bán cho các khách hàng lần đầu tiên là vô cùng khó, cho nên là các anh chị hãy tìm cho mình cái sản phẩm đầu phễu làm sao có giá trị nó thấp nhất có thể để bán cho khách hàng. Thì khi mà cái việc khách hàng bỏ ra vài chục ngàn hoặc vài trăm ngàn đó, để mua một cái sản phẩm gì đó, thì khách hàng có một suy nghĩ mình cứ mua thử xem sao, thấy bạn đó chia sẻ hay quá thì mình cứ mua thử xem thế nào, nếu mà nó không tốt giống như bạn đó chia sẻ thì mình có thể bỏ đi, thì chỉ có 100-200 ngàn thôi, thì nó không có quá nhiều, thì mình có thể thử được, đúng không các anh chị?
Còn nếu mà các anh chị chỉ bán có một cái sản phẩm với giá trị là ví dụ vài chục triệu thôi thì người ta không có dám mạo hiểm để thử như vậy các anh chị, vì đó là sản phẩm chính của các anh chị, cái giá trị nó cao quá, thì cái khách hàng mới của mình họ chưa biết mình là ai, chỉ biết mình qua online như thế này thôi, thì họ không không có ngay là tin, đủ lòng tin để có thể mua hàng các anh chị như vậy, cho nên cái tỷ lệ đó rất là thấp. Cho nên là mình cần phải xây dựng cho mình một cái sản phẩm đầu phễu, đúng, sản phẩm giá trị thấp thôi, đúng không ạ? Tại ví dụ những anh chị có thể là kinh doanh đồ chơi trẻ em giống như Tài, thì có thể là mình chọn những cái sản phẩm mà các anh chị thấy là người ta đang bán 39 ngàn chẳng hạn như vậy, đúng không các anh chị? Đó thì mình chọn những cái sản phẩm phân khúc thấp như vậy để bán trước, để khách hàng thấy nếu mà mua nhầm cái sản phẩm không tốt thì chỉ có 39 ngàn thôi thì họ không có đáng gì, cho nên họ sẵn sàng họ thử, đúng không các anh chị? Rồi, và các anh chị tùy vào cái những cái sản phẩm mà các anh chị kinh doanh thì các anh chị chọn ra cho mình những cái sản phẩm đầu phễu với giá trị ít tiền thôi. Rồi tiếp theo là mình cần phải xây dựng cho mình những cái sản phẩm chính, đúng là cái sản phẩm nó có giá trị cao hơn, để cái giá trị đó sẽ giúp cho mình là tăng được cái doanh thu cũng như là tăng được cái lợi nhuận, đúng không các anh chị? Đó. Rồi mình cần phải thiết kế tiếp tục cho mình những cái sản phẩm cuối phễu nữa để làm sao tăng được cái lợi nhuận của mình cũng như cái doanh thu của mình lên cao nhất có thể. Thì nhiều anh chị nói là cái tiềm lực của tôi rất là ít, vốn tôi không có nhiều, mặt bằng tôi cũng không có đủ lớn, thì làm sao mà xây dựng cái chuỗi sản phẩm nhiều như vậy? Thì với cái cách mà xây dựng cái chuỗi sản phẩm như vậy, nếu các anh chị đủ tiềm lực thì các anh chị có thể làm, còn nếu anh chị không có đủ cái tiềm lực thì các anh chị có thể là kết hợp với nhiều những cái đối tác chiến lược khác nhau các anh chị. Tại ví dụ nếu mà các anh chị bán những cái sản phẩm là mỹ phẩm thôi, đúng không ạ? Thì các anh chị có thể kết hợp với những người làm spa, chăm sóc spa, đúng không? Hoặc là những người làm thẩm mỹ viện các anh chị. Đó là những cái sản phẩm cuối biểu của mình, ví dụ là như vậy. Thì với những cái thẩm mỹ viện thì một cái liệu trình mà phẫu thuật mũi hay nâng mũi hay là một cái liệu trình gì đó, hoặc là nha khoa thẩm mỹ, đúng không các anh chị? Làm một cái bộ răng như vậy thì tới vài chục triệu, thậm chí là nó nhiều tiền hơn thế, đúng không các anh chị? Vài trăm triệu đó. Thì mình có cái sản phẩm, mình có cái đối tượng khách hàng của mình là đầu phễu rồi, là mình cung cấp cái mỹ phẩm cho họ rồi, thì bây giờ mình đã bỏ rất nhiều công sức và mình đã gây dựng rất là nhiều năm để mình có được cái khách hàng rồi, họ tin tưởng mình rồi và họ yêu quý mình rồi, thì cái việc các anh chị chỉ bán cái sản phẩm đầu phễu không á, các anh chị không khai thác hết cái tiềm năng của khách hàng mình á, thì nó vô cùng phí các anh chị, và nó không có nâng cao được cái hiệu quả kinh doanh của các anh chị lên. Cho nên là các anh chị cần phải hợp tác với những cái đối tác khác để các anh chị sao tăng được cái giá trị đơn hàng bình quân của một khách hàng của mình lên, đúng không? Các anh chị mà kinh doanh mỹ phẩm thì các anh chị sẽ kết hợp với những người làm spa, những người làm nha khoa thẩm mỹ, đúng không? Mình giới thiệu khách hàng của mình qua qua sang cho những cái đối tác đó thì mình hưởng cái tiền hoa hồng, đúng không các anh chị? Các anh chị trao đổi nói chuyện với họ, đúng không ạ? Rồi còn khách hàng, những cái khách hàng của họ thì mình có thể là sao cung cấp mỹ phẩm cho những cái đối tượng của đối tác của mình, đúng không các anh chị? Đó là gọi là bán chế sản phẩm, hay còn gọi là hợp tác với nhau để làm sao mình nâng được cái giá trị bình quân đơn hàng của mình lên. Đó, thì hãy biến đối thủ thành đối tác các anh chị, và mình tìm cho mình thật nhiều đối tác, thì như vậy nó sẽ hay hơn. Rồi, và một cái ví dụ khác để cho anh chị dễ hiểu hơn. Tại ví dụ như các anh chị kinh doanh trong cái lĩnh vực thời trang đi, các anh chị đang cung cấp những cái sản phẩm là những cái quần áo cho bé từ 1 đến 3 tuổi đi, đúng không các anh chị? Vậy thì sau khi mà họ lớn lên tới 4 tuổi đến 10 tuổi rồi thì các anh chị không có những sản phẩm cung cấp cho họ nữa thì thật ra là uổng, đúng không các anh chị? Trong khi là bao nhiêu năm nay họ mua hàng các anh chị, họ rất là hài lòng rồi, họ rất là tin tưởng các anh chị rồi. Vậy tại sao các anh chị không kết hợp những cái người mà kinh doanh, những người mà kinh doanh họ bán quần áo từ độ tuổi từ 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi đến 10 tuổi các anh chị, đúng không ạ? Mình kết hợp với những cái anh chị như vậy thì sao? Thì mình giới thiệu cái khách hàng của mình qua những cái anh chị mà bán những cái quần áo mà 5 6 tuổi đó, vì 5 6 tuổi đó quần áo mình không có, thì mình giới thiệu khách hàng của mình sang cho những cái shop như vậy để mình hưởng hoa hồng, đúng không các anh chị? Hoặc là mình sang cái shop của họ mình làm cộng tác viên đó, mình lấy những cái mẫu hàng của họ mình giới thiệu cho cái nhóm khách hàng của mình có sẵn rồi, đúng không ạ?
Rồi thì khi mà khách hàng lớn lên tới thanh niên đúng không? Thanh niên giống như anh em mình ở đây. Đó thì họ cũng cần dùng đến những cái quần áo mà đúng không các anh chị? Quần áo giày dép mà đúng không ạ? Thì các anh chị lại bán tiếp cho họ chứ. Bây giờ lại không bán tiếp thì phí quá, vì khách hàng đó anh chị đã quen họ từ bao nhiêu năm nay, là từ trước rồi. Mà bây giờ tới họ thanh niên rồi thì các anh chị không có cái sản phẩm để cung cấp cho họ, mà các anh chị lại đi tìm những cái khách hàng mới để các anh chị bán những bộ đồ cho những đứa bé 3 tuổi, 1 tuổi gì đó. Thì có phải là cái việc mà các anh chị tìm một khách hàng mới á, nó vất vả hơn rất là nhiều cái việc mà các anh chị đã có khách hàng sẵn rồi, họ biết các anh chị là ai rồi. Thì cái việc tiếp theo là các anh chị tìm những cái sản phẩm mà họ cần để cung cấp cho họ, như vậy là nó tuyệt vời rồi đúng không các anh chị? Thì như vậy nó sẽ tăng được cái doanh thu, cái đơn hàng của các anh chị lên rất là nhiều luôn. Các anh chị chỉ cần bỏ ra khoảng 1 năm đầu hoặc là 6 tháng đầu gì đó, vài tháng đầu đến vài năm đầu tiên thôi, các anh chị xây dựng cho mình một cái lượng khách hàng khoảng vài trăm khách hàng đến vài ngàn khách hàng thôi, thì các anh chị khai thác triệt để cho tài những khách hàng đó đúng không? Theo cái thời gian họ 1 tuổi họ cần quần áo 1 tuổi thì bán cho họ những cái bộ đồ 1 tuổi, khi họ lớn lên tới 5 tuổi thì mình tìm những quần áo 5 tuổi mình bán cho họ, khi họ lớn lên 10 tuổi thì mình tìm những quần áo 10 tuổi bán cho họ đó, và khi họ tới lấy vợ thì mình tìm những cái bộ đồ vest, những bộ đồ đầm để cho họ làm những buổi tiệc cưới đúng không các anh chị đó. Rồi họ lớn lên họ có nhu cầu về mua về bất động sản đúng không? Hoặc là mua ô tô thì các anh chị lại kết hợp với những anh chị làm bất động sản, các anh chị kết hợp với những người làm ô tô đúng không ạ? Thì mình giới thiệu những cái sản phẩm đó cho cái tiệm khách hàng mình đã có sẵn rồi nè các anh chị. Thì như vậy các anh chị thấy không? Nếu mà làm như vậy thì có phải là các anh chị sẽ dễ bán hàng hơn rất rất là nhiều lần cái việc mà các anh chị đi tìm một khách hàng mới toan luôn, các anh chị bán cho một người lạ quắc lạ quơ như vậy. Thì bán cho khách hàng lạ với khách hàng quen thì anh chị bán khách hàng nó dễ hơn đúng không ạ? Đương nhiên là khách hàng cũ nó dễ hơn rất là nhiều rồi đúng không ạ? Rồi và cái tiếp theo nữa đó là cái trò chơi bên ngoài của mình. Chiến lược đầu tiên là chiến lược để tăng khách hàng rồi, thì bằng cách là trao đi giá trị được các anh chị. Rồi chiến lược thứ hai là để tăng cái đơn hàng, thì mình cần phải xây dựng cho mình chuỗi sản phẩm và các anh chị phải kết hợp rất là nhiều những cái đối tác để cung cấp những sản phẩm cho khách hàng của mình cần đúng không ạ? Rồi và chiến lược thứ ba đó là làm sao để tăng cái tỷ lệ khách hàng họ quay trở lại các anh chị đó. Cho nên cái việc mà chính sách để chăm sóc khách hàng nó vô cùng quan trọng. Khi mà một khách hàng mà mua cái sản phẩm gì đó của anh chị rồi thì các anh chị cần phải theo dõi họ coi họ dùng cái sản phẩm đó có đạt cái kết quả giống như họ mong muốn hay không. Các anh chị chăm họ thật là kỹ như vậy thì họ rất là hài lòng với cái dịch vụ và sản phẩm các anh chị cung cấp rồi, thì lúc đó họ sẽ không bỏ đi nơi khác các anh chị. Và các anh chị chăm sóc cho họ tốt như vậy rồi và các anh chị tạo ra những cái khác biệt, thì đương nhiên là khi mà các anh chị bán có cao hơn những cái đơn vị khác thì họ vẫn tin dùng cái sản phẩm của các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì cái dịch vụ của các anh chị vô cùng tuyệt vời, nó hơn hẳn những cái đối thủ khác, thì đương nhiên là cái tỷ lệ họ quay lại họ sẽ cao hơn rất là nhiều. Mà chẳng những họ quay lại mà các anh chị phục vụ họ hài lòng như vậy rồi thì họ sẽ giới thiệu những anh em bạn bè, những cái khách hàng mới cho các anh chị nữa đúng không? Và khi mà họ hài lòng rồi, cái lời nói của họ nó sẽ có trọng lượng hơn mình rất là nhiều lần. Ở khi khách hàng cũ của mình họ hài lòng rồi, họ giới thiệu một người khác thì tiếng nói của họ nó rất là uy tín và nó trọng lượng hơn mình rất là nhiều. Cái việc mà các anh chị bỏ chi phí ra để chạy quảng cáo hay là các anh chị có nói hay đến mấy thì cũng không bao giờ bằng một lời nói của họ nói giùm các anh chị một câu, đúng không ạ? Cho nên các anh chị cần phải xây dựng cho mình cái điều đó thật là tốt. Rồi và là đó là cái trò chơi bên trong, đó là về trò chơi tâm trí. Các anh chị cần phải thay đổi được cái hệ thống niềm tin của mình đúng không các anh chị? Rồi cái thứ hai đó là trò chơi bên ngoài. Các anh chị cần phải có những cái chiến lược để làm sao tăng được cái lượng khách hàng, tăng được cái doanh thu và tăng được cái tỷ lệ quay trở lại. Thì cái ba cái chỉ số đó nó sẽ góp cho các anh chị vào cái doanh thu của mình. Và một cái cách cuối cùng đó là trò trò chơi về hành động đúng không các anh chị? Tại vì sao? Có trò chơi bên trong suy nghĩ tích cực rồi, có những cái chiến lược để làm rồi, nhưng mà bây giờ anh chị không có hành động thì nó đâu có kết quả đúng không ạ? Chiến lược rất là hay rồi nhưng mà các anh chị không làm thì mãi mãi nó cũng chỉ nằm trên suy nghĩ, nằm trên giấy mà thôi chứ nó không tạo ra kết quả.
Và xin thưa với các anh chị rằng là dù các anh chị chiến lược có hay đến mấy, khi mà các anh chị áp dụng vào thực tế, nó không có thể nào mà nó thành công ngay từ thời gian đầu được các anh chị. Các anh chị làm nó sẽ thất bại, và quan trọng là các anh chị có kiên trì để làm nó hay không, và các anh chị có hiểu được là mình sai chỗ nào hay không, cần phải điều chỉnh cái gì hay không. Vạn dặm nhưng mà phải bắt đầu bằng bước chân đầu tiên, đúng không các anh chị? Vạn dặm đường chỉ có thể bắt đầu với một bước chân đầu tiên thôi. Các anh chị cần phải hành động, cần phải làm, đúng không? Và chúng ta sẽ sai, và sau khi sai chúng ta lại tiếp tục sửa và làm, và lại sai tiếp, đúng không anh chị? Sai rồi lại làm, rồi lại sửa sai, rồi lại làm tiếp, rồi lại sai, rồi sửa sai, và cứ như vậy theo thời gian. Thì chính các anh chị là cái người hiểu rõ nhất cái sản phẩm cũng như là cái kế hoạch kinh doanh của mình, thì nó giúp các anh chị điều chỉnh để nó đạt được kết quả tốt nhất. Dù cái người thầy nào nó có giỏi đi chăng mấy, cuốn sách nào nó có hay đi chăng như thế nào đi nữa, thì các anh chị đọc những cái đó chỉ giúp cho các anh chị cái khung sườn để các anh chị làm mà thôi. Còn nó để nó đạt được hiệu quả hay không thì cần vào các anh chị phải hành động nó, và các anh chị làm nó, và sai và sửa, và sai và sửa, và các anh chị thay đổi liên tục như vậy thì nó mới tạo ra được cái kết quả cho chính bản thân các anh chị. Chứ không có ai mà có thể làm thay các anh chị điều đó được. Chỉ có cách là mình chính bản thân mình làm, mình trải nghiệm. Đúng không các anh chị? Bởi vì trải nghiệm của mỗi người là khác nhau, điều kiện kinh tế, điều kiện xã hội, điều kiện mối quan hệ quen biết của mọi người là khác nhau, xuất phát điểm của mọi người là khác nhau. Cho nên là cái hành động của mọi người là sao ạ? Nó cũng khác nhau. Và chính vào cái dựa vào chính cái trải nghiệm của mình mà mình cần phải thay đổi từng bước một để cho cái kinh doanh mình làm sao ngày càng nó hiệu quả nhất. Và đây chính là ba cái bước vô cùng quan trọng mà Tài muốn chia sẻ các anh chị vào buổi tối hôm nay, để các anh chị định hình được những cái bước mà các anh chị cần làm để bắt đầu khởi nghiệp với những cái kinh doanh online của mình. Hoặc là kinh doanh offline nó cũng tương tự như vậy các anh chị. Và nếu mà các anh chị cần Tài tư vấn một cách chi tiết và cụ thể hơn thì các anh chị cần phải để lại cái thông tin về cái ngành nghề kinh doanh của các anh chị, cái sản phẩm của các anh chị, những cái điều kiện của các anh chị, Tài hiểu rõ hơn về cái kinh doanh của các anh chị thì mới có thể là chia sẻ một cách chi tiết và cụ thể hơn. Và nếu các anh chị muốn có thể đi nhanh hơn thì có thể là tham gia vào những cái lớp học về bán hàng, về kinh doanh của Tài, thì Tài có thể giúp các anh chị đi nhanh hơn. Nếu mà các anh chị thấy cái video này hay thì các anh chị hãy chia sẻ giúp cho Tài cái video này để mọi người họ có thể là hiểu được để bắt đầu kinh doanh như thế nào và giúp cho mọi người thành công hơn, đúng không ạ? Rồi, và bây giờ thì Tài sẽ dành ra khoảng vài phút, 5 phút để có thể là giao lưu với tất cả các anh chị. Các anh chị có những cái câu hỏi nào thì có thể là để lại câu hỏi ở bên dưới. Tài xin phép được chia sẻ những cái gì mà Tài có thể giúp được các anh chị phát triển được kinh doanh của mình. Rồi, cảm ơn bạn Sa Nguyễn nha. Tài hy vọng là với những cái thông tin vừa rồi sẽ giúp cho cái kinh doanh hoặc là cái công việc của bạn Sa Nguyễn nó tốt hơn. Các anh chị nào có câu hỏi thì hãy để lại cái comment ở dưới phần bình luận ha. Và các anh chị có thể giúp Tài chia sẻ cái video này để Tài có thể là trao được nhiều cái giá trị cho mọi người hơn. Rồi, vậy thì có vẻ là không có ai có câu hỏi gì thì Tài xin phép sẽ kết thúc cái livestream ở đây. Hẹn gặp lại các anh chị vào những cái buổi livestream tiếp theo chia sẻ về bán hàng và kinh doanh. Xin chào, tạm biệt các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị vào những cái livestream tiếp theo.
Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào những cái livestream tiếp theo nhé. Xin chào thân ái.